Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Vừa qua, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện, thị xã, diễn tập bảo đảm quốc phòng, an ninh sở ngành. Diễn tập khu vực phòng thủ huyện thị xã năm 2023 gồm các huyện Ân Thi, Kim Động và thị xã Mỹ Hào. Diễn tập quốc phòng an ninh gồm các sở nội vụ, lao động thương binh và xã hội, tài nguyên và môi trường. Qua quá trình tổ chức thực hiện, đến nay Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tiến hành thẩm định và thông qua ý kiến diễn tập khu vực phòng thủ của các huyện thị xã và trình quân khu 3 thẩm định. Đối với chuẩn bị diễn tập quốc phòng an ninh của 3 sở đều chuẩn bị tốt về thời gian, địa điểm, nội dung diễn tập. Thời điểm này, nhãn Hưng Yên bước vào thu hoạch chính vụ, cũng là lúc các cơ sở sấy lòng nhãn trên địa bàn xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên hoạt động nhộn nhịp. Xã Phương Triều được xem là cái nôi của nghề chế biến lòng nhãn. Thời điểm hiện tại, cả xã có khoảng 40 cơ sở tham gia chế biến lòng nhãn với công suất sấy của mỗi cơ sở trung bình từ 1,5 đến 4 tấn nhãn tươi một ngày. Hiện đã vào chính vụ nên giá bán lòng nhãn đã giảm hơn đầu vụ, dao động từ 150 đến 180 nghìn đồng trên 1 kg. Mỗi vụ nhãn kéo dài khoảng 2 tháng, toàn xã Phương Triều chế biến được khoảng 300 tấn lòng nhãn, mang lại doanh thu hàng chục tỷ đồng và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trong và ngoài xã, với mức thu nhập trung bình từ 100 đến 150 nghìn đồng một ngày công cho mỗi lao động. Nhằm nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho nhân dân, thời gian qua, xã Thuần Hưng, huyện Khoai Châu đã quan tâm đẩy mạnh vận động, xã hội hóa các nguồn lực để đầu tư xây dựng sân thể thao, sân bóng đá, trang bị các thiết bị vui chơi giải trí. Đến nay, 5 trên 5 thôn đã huy động nguồn lực từ nhân dân, người con xa quê hương được hơn 900 triệu đồng để xây dựng sân thể thao và sân bóng đá. Khu thể thao được đầu tư lắp đặt đèn cao áp, xây tường bao, quây lưới xung quanh, các dụng cụ tập thể dục cho người dân. Các điểm vui chơi tại địa phương thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia, hầu hết các thôn đều có từ 1 đến 2 đội bóng chuyền hơi, một đội bóng đá, đội dưỡng sinh, đội văn nghệ. Xã Quang Hưng, huyện Phù Cử là một trong những địa phương còn tồn tại nhiều trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Dù xã đã tổ chức nhiều đợt ra quân tháo dỡ, tuy nhiên đến nay xã vẫn tồn tại 30 trường hợp vi phạm. Tính đến thời điểm hiện tại, xã đã giải tỏa tháo dỡ được 75 trường hợp vi phạm trong tổng số 105 trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, chủ yếu tại thôn Viên Quang. Còn lại, 30 hộ vẫn chưa được giải tỏa. Đặc biệt có khoảng 8 hộ là vi phạm mới hoặc tái vi phạm vẫn chưa được xử lý triệt để. Tất cả đều ở thôn Viên Quang và là công trình kiên cố có quy mô lớn như chuồng trại, nhà tạm, nhà kho. Rác thải sinh hoạt tại điểm tập kết rác khu vực thôn Bình Trì, Mai Xuyên, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi không được xử lý trong thời gian dài, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân. Đây là hình ảnh phóng viên ghi hình ngày 10 tháng 8 năm 2023 tại điểm tập kết rác ở khu vực thôn Bình Trì, Mai Xuyên, thị trấn Ân Thi. Cả quãng đường dài 0,5 km từ DT376 vào khu tập kết ngổn ngang rác thải. Không có một khe hở để con người và phương tiện giao thông di chuyển qua đây. Theo người dân, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do rác thải không được đưa đi xử lý. Ngày qua ngày, rác ồn ứ tồn đọng tại đây. Khi khu tập kết quá tải thì đường giao thông trở thành nơi vứt rác. Mùi hôi thối, ruồi nhặng, tình trạng này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn gây mất mỹ quan. Do người dân xâm cư xâm canh nên hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương vừa phải sắp xếp bàn giao tiếp nhận về dân cư, diện tích đất, tài sản công, đối tượng chính sách cho 338 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu. Tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với tỉnh Hải Dương tổ chức bàn giao tiếp nhận các khu vực xâm canh xâm cư giữa hai địa phương tại một số địa bàn thuộc thị xã Đông Triều và thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn. Theo khảo sát của hai tỉnh, từ năm 1993 và qua khảo sát thực địa, có 3 khu vực xảy ra tình trạng người dân xâm canh xâm cư vượt tuyến địa giới hành chính giữa hai địa phương này. Tỉnh Quảng Ninh nhận bàn giao từ tỉnh Hải Dương 2 khu vực xâm canh xâm cư, xã Nguyễn Huệ và xã Thủy An. Thị xã Đông Triều nhận bàn giao từ xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn. Tỉnh Hải Dương nhận bàn giao từ tỉnh Quảng Ninh 1 khu vực xâm canh xâm cư từ xã An Sinh, thị xã Đông Triều. Ngày 11 tháng 8, những chiếc xe đạp trong dự án xe đạp công cộng đã được triển khai đến 79 trạm xe trên địa bàn Hà Nội. Trước dịp lễ mùng 2 tháng 9, người dân và du khách khi tới thủ đô có thể bắt đầu trải nghiệm dịch vụ này. Với mục tiêu đa dạng hóa vận tải hành khách công cộng, thúc đẩy phát triển du lịch, công ty cổ phần tập đoàn Chí Nam triển khai dự án xe đạp công cộng giai đoạn 1 với 79 trạm xe tại các quận trung tâm nội thành Hà Nội.
Đối tượng phục vụ của dự án là người dân sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, học sinh, sinh viên, khách du lịch. Xe đạp công cộng sẽ giúp đi lại trong nội đô Hà Nội, kết nối giữa bến xe buýt, nhà ga đường sắt, đô thị, các khu đô thị mua sắm. 4 ngày qua, khi trời chập tối, cả nghìn người đổ ra khoảng 5 km bờ biển bãi ngang xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam bắt bạch tuộc. Đi bắt bạch tuộc là thú vui nên từ trẻ con đến người lớn, đàn ông, phụ nữ đều tham gia. Người dân bắt về làm thực phẩm, một số đem bán cho các nhà hàng quán nhậu dọc bãi biển với giá 180.000 đồng 1 kg. Từ xưa đến nay, chưa lần nào bạch tuộc dạt vào bờ biển nhiều như vậy. Ngày đầu có người bắt từ 3 đến 4 tiếng được 7 kg, những ngày sau thì ít dần. Theo số liệu quan trắc, sáng hôm nay, chỉ số chất lượng không khí ở các điểm tại Hà Nội dao động chủ yếu từ 150 tới 250 đơn vị. Chất lượng không khí rất xấu, cảnh báo sức khỏe đối với tất cả mọi người. Tại Hà Nội có sương mù và mưa cục bộ, các tòa nhà cao tầng gần như biến mất trong làn sương. Người tham gia giao thông bị khuất tầm nhìn, gặp nhiều khó khăn. Ngoài việc bụi mịn, ô nhiễm không khí, sương mù dày đặc như hôm nay là một nét đặc trưng mùa thu của miền Bắc. Nguyên nhân là do đêm qua và sáng sớm nay, Hà Nội có mưa, mưa rào, những cơn mưa đêm để lại lượng ẩm trong không khí lớn nên sáng nay tạo sương mù. Từ ngày 1 tháng 9, ngư dân, chủ phương tiện tại tỉnh Quảng Ninh không chấp hành việc đăng ký, đăng kiểm, khai báo theo quy định thì sản phẩm thủy sản khai thác được coi là bất hợp pháp, sẽ tịch thu phương tiện, sản phẩm. Theo rà soát của 9 địa phương có biển, tỉnh hiện có hơn 6.000 tàu cá. Hiện 4.574 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên được cập nhật dữ liệu trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. Dự kiến tới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo thường trực cấp ủy 9 địa phương có biển thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, kiểm tra thực hiện nghiêm quy định của chính phủ, tỉnh. Các ngành chức năng rà soát giao cho từng cơ quan đơn vị triệu tập xử lý đối với các tàu cá vi phạm theo kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Chính phủ Thái Lan cho biết, nước này sẽ nới lỏng quy trình xin cấp thị thực bằng cách giảm thời gian phê duyệt và các giấy tờ cần thiết nhằm thu hút thêm khách du lịch quốc tế. Bộ Ngoại giao Thái Lan đã đơn giản hóa các thủ tục xin cấp thị thực du lịch, giảm số lượng giấy tờ cần nộp cũng như giảm thời gian xử lý hồ sơ từ 14 ngày xuống còn 7 ngày làm việc. Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, số lượng du khách nước ngoài tới quốc gia Đông Nam Á đã tăng như dự kiến, ngay cả trong mùa thấp điểm. Có được kết quả này là nhờ chính phủ Thái Lan đã coi trọng việc tạo thuận lợi cho khách du lịch và các hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước. Trong hơn 7 tháng đầu năm nay, nước này đã đón 15,89 triệu lượt du khách, thu về gần 19 tỷ đô la Mỹ. Các nhà khoa học Trung Quốc thông báo lần đầu tiên phát hiện 9 loại vi nhựa mô tim của người, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tác động chưa thể lường trước được của rác thải nhựa. Ở nghiên cứu mới, các chuyên gia đã sử dụng hình ảnh tia laser và các tia hồng ngoại để tìm ra hàng chục đến hàng nghìn mảnh vi nhựa riêng lẻ, số lượng khác nhau giữa các bệnh nhân. Vi nhựa là các hạt nhựa có chiều dài chưa đến 5mm, được sử dụng trong sơn, bao bì thực phẩm, có loại chai lọ dùng một lần, sau đó ngấm vào nước, không khí và thực phẩm. Vi nhựa có thể làm tăng khả năng phát triển bệnh ung thư, tim mạch, chứng mất trí nhớ và các vấn đề sinh sản. Các tế bào không thể phá vỡ hạt vi nhựa trong cơ thể, dẫn đến tình trạng viêm nhiễm nghiêm trọng. Nga vừa qua tái khởi động chương trình khám phá mặt trăng với nhiệm vụ phóng trạm đổ bộ lên vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất. Tàu thăm dò mặt trăng Luna 25 khởi hành vào lúc 7 giờ 10 phút tối ngày 10 tháng 8 theo giờ địa phương. Đây là tàu thăm dò mặt trăng đầu tiên kể từ năm 1976 sau khi nhiệm vụ Luna 24 của Liên Xô đưa thành công 170 gram mỹ thuật mặt trăng về trái đất. Nhiệm vụ chính của tàu là kiểm tra công nghệ để hạ cánh nhẹ nhàng xuống mặt trăng, phân tích bụi và đá bề mặt, tiến hành nhiều nghiên cứu khoa học khác. Nếu quá trình hạ cánh thành công, tàu sẽ tìm hiểu lớp trên cùng của tầng phong hóa trên mặt trăng, đánh giá khí quyển siêu mỏng và tìm kiếm dấu hiệu của băng nước ở vùng cực Nam. Vốn là môn thể thao dành riêng cho nam giới, nhưng gần đây, nhiều phụ nữ Thụy Sĩ đã tìm đến môn đấu vật nhằm tìm kiếm sự bình đẳng hơn. Đấu vật truyền thống của Thụy Sĩ hay còn gọi là Swingen là môn thể thao dành riêng cho nam giới trong nhiều thế kỷ. Theo thống kê gần đây, trong khi có khoảng 6.000 nam giới đăng ký tham gia các câu lạc bộ Swingen, chỉ có khoảng 200 phụ nữ và trẻ em gái chính thức tham gia môn thể thao này. Tuy nhiên, số lượng phụ nữ tham gia bộ môn đang gia tăng nhanh chóng trong những năm gần đây. Các cô gái tham gia bộ môn vật Thụy Sĩ phải mặc quần bó chẽn truyền thống. Để giành chiến thắng, họ phải ghim được bả vai của đối thủ xuống đất và khóa chặt đối phương.
Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18h30 hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.